cua nó gọi là snow crab nha, cua nhẹ, cua chân cẳng dài đó nè. Ở đây này nó sẽ sẵn rồi, cái loại này nó sẽ sẵn rồi, cái thịt đã không. Lâm Vân ngày hôm nay đi lên Las Vegas đi vào casino Wynn và đi ăn buffet nha. Thì ngày hôm nay đi ăn buffet rất là đông nha. Đó, thì đây đây là chỗ chờ này. Đó, rất là đông. Kêu là chờ 2 tiếng nha. Đây là những người đang chờ này mọi người. Đó. Rất là đông nha. Đó. Mà tiệm thì rất là rộng rãi, lớn lắm. Nó có seafood buffet nha. Đó. Rất là đông nha, đang có cũng chờ này. Đông chưa? Nãy giờ mình chờ chắc cũng 15-20 phút rồi đây. Rồi mọi người coi thử coi hôm nay ăn đồ ăn nó như thế nào mà sao mọi người chịu khó chờ nha. Lần đây là lần đầu tiên mình tới nha. Đó. Đây nha mọi người. Đây. Đây là cua này. Cua họ sắp sẵn rồi nha. Đó. Tôm này, bây giờ mình đã vô trong này. Tôm mà ăn cocktail đó, chấm với nước sốt này. Và đây con mussel này, con nghêu này. Đó, chém chép đó, chém chép nem này, và ham sushi này. Wow, đã cho mọi người. Wow, ok. Đó, rất là nhiều đồ ăn nha. Và đây là cocktail nó làm sẵn cho mình này. Đó, có kim chi này. Và bên này có đồ ăn Việt Nam này. Có Asian này, fried rice này. Có egg roll này. Nè. Có egg roll này. Có hạt gạo nè, không, bánh bao nè, cái đó này gì, cái này sắm, còn này là gì, tôm, ok, look so good, thank you, that's a Mongolian beef, ở đây hàng đồ hàng sống nha, đây thì đồ thịt steak nướng này, đó, thịt bò này, sausage này, quá trời đồ ăn luôn nha mọi người. Đó. Và thịt các loại hạt thịt nha, và chicken, turkey, đó, quá trời luôn, cơm trắng và cả các món ăn khác nha. Thịt, bánh mì, súp. Wow, quá trời luôn mọi người ơi. Nướng nha. Đây là bánh mì. Đây là khoai tây chiên. Bánh kết. Thịt gà. Có cái món này lạ quá này. Thịt gà. Đùi gà, cánh gà chiên với khoai tây để sẵn này. Ở đây là giống như là đang nướng taco nha. Mình muốn chọn thịt nào thì mình có cá có thịt nha. Đó, họ đang làm sẵn luôn cho mình nha. Đó, thấy chưa? Đó, hay chưa? Chúng ta đang làm hàng xào đó. Cái đĩa nó xoay, có thể là cái đĩa nó xoay hết một vòng là vừa chín nha. Đó, đó là cái cách mà người ta làm để nó xoay hết một vòng là vừa chín. Khỏi phải canh giờ. Ở đây nha, đây là những món nui nè, zucchini xào nè, nui xào nè, đủ các loại món nui xào. Wow, quá trời loại. Này bắp, đó, đồ này là bên Ý nha, có nhiều cái quầy nha. Rồi qua đây pizza này, quá trời đồ ăn luôn mọi người ơi. Còn là đồ ăn không? Ta hồ ăn nha. Bên này là cua này. Đó. Cua luộc. Đó, lấy khác này. Đó, này. Tha hồ để đây, tha hồ ăn nha. Đó, sẵn là ăn bao nhiêu thì ăn nha. Và đây súp to chép chép này. Đó, đây. Súp chép chép và con scallop. Cơm.
Và đây là hàng chi, bơ, phô mát đó, bánh mì, em thịt nguội, đó thịt nguội, và những cái đồ ăn giống như là cái xóm đó, đấy giờ quá trời luôn, đã hồ luôn nha, đã chưa, không biết ăn cái gì luôn nha mọi người, bây giờ mình đi rất là đông nha, rất là rộng rãi, khang trang đẹp, đó, đó, nhà túp lều lý tưởng, kìa lấy được cái gì rồi. Không biết là lấy cái gì nữa. Nó nhiều thứ ăn quá. Đó. Đã chưa? Rồi. Bây giờ Lâm sẽ đi lại một vòng đó, coi như đủ các thứ món đồ ăn nha. Đó. Đã hồ ăn. Ok. Đủ các loại thịt luôn. Nè. Quá trời quá đất luôn. Nè. Nhìn cái hàng sausage này với lại thịt này ngon quá. Nó có từng quầy một nha. Đó. Thì nhiều người ăn những đồ tôm xào, cua xào hoặc là cô tôm cocktail hoặc là cua lạnh này, có cua lạnh và có cua ấy này đó. Đó bây giờ mình rất là rớn rộng dài nha. Đó. Thì bây giờ Lâm sẽ đi lấy đồ ăn nha. Review cho mọi người là ngon hay dở nha. Rồi, mọi người tiếp tục đồng hành với Lâm Rau nha. Đây nha, rau đầu nha mọi người. Rau đầu mình lấy những cái món này. Đó, đây là những cái món rau đầu nha. Đây là lần đầu tiên lấy nha. Lần đầu tiên nha. Mình sẽ ăn hết rồi mình mới lấy tiếp tục nha. Đây là cua này nó là cua nó xẻ ra làm đôi là cua lạnh nha. Còn cái này cua nóng này, nó để nguyên này. Bây giờ mình lấy bơ và chanh làm cái đồ chấm. Đó, thì cái giá đây là 140 đô nha. Đó. Thì khoảng cỡ 70 đồng. 70 đồng một người. 70 đồng một người. Đó, mà nhiều rất là nhiều đồ ăn nha. Đồ ăn nha. Đó. Nó gọi là có những cái món ăn rất là dễ thương. Endless buffet. Đó. Endless. Đây, girl so cute nè. Okay. Wow. Đó. Rồi. Dễ thương quá. Cái này là gà phải không? Gà nướng. Gà chiên. Ồ, gà chiên nước mắm á. Gà chiên nước mắm ăn với lại khoai lang nha. Không phải là khoai tây mà là khoai lang nha. À. Thử coi. Ok. Rồi bây giờ mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Lâu mới là chút lời với tưởng nè. Bây giờ đã lấy đồ ăn nè. Đó. Đủ các thứ đồ ăn nè. Đó, ngon lắm. À, tôm cocktail. Ăn gì mà ăn ngang tham, mày ăn không mời ai không ấy. Mời cả nhà nha. Nó có cái rau gì mà màu vàng. Bó xôi, cúc. Rồi. Đây nè, cái này nè. Tôm cocktail. Con tôm nó bự lắm nha các bạn. Rồi mời cả nhà nha. Tôm đảo á. Nè, coi dĩa tôm này mọi người. Tôm to bằng ngón cái mình nha. Đây nè nha. Tôm cocktail đó. Ngon. Ngon không? Ngon. Quá ngon hả? Ngon. Tôm nó bự lắm nè. Con tôm mà nó bự lắm. Trời ơi, bằng ngón cái mình luôn á mọi người. Wow, quá to luôn nè. Đó. To bằng càng cua luôn. Rồi, Lâm Rau ăn cua đi. Đó, nè. Cua này thì là cua nó gọi là cua lạnh nha, cua ướp đá đó mọi người, nó sẽ sẵn ra cho mình nè. Wow. Đó, nó sẽ sẵn ra cho mình rồi thì mình chấm với lại nước bơ nha. Ngọt ngon quá. Còn đây là cua nóng nha. Đó, mình bẻ mình rút ra này. Wow. Đã hả? Mình cũng chấm nước giống nhau lên nha mọi người. Đó. Rồi mời cả nhà nha. Ngon quá. Ngọt ngọt quá. Để bẻ cho Túc Lều lý tưởng cãi chứ không. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Wow, đó. Đó, mình bẻ coi rồi mình rút nó ra này. Đó.
giờ mình để đưa cho Trúc Lê biết tưởng. Wow, ngon quá hả? Sao ngọt không? Ngọt. Mình thì mình thích ăn cua lạnh hơn mọi người. Bởi cua lạnh nó có cái vị ngọt nhiều hơn. Cái cua này nó đã luộc rồi thì nó lúc lạnh ấy. Đây là ở hotel Wen nha các bạn. Thì đây là ở trong cái hotel nha. Cái restaurant này là ở trong cái hotel Wen, trong cái casino á. Thì cái casino nó rất là lớn nha. Thì cái giá tiền là 70 đô ăn thoải mái nha. Nó gọi là endless buffet, có nghĩa là ăn xả láng, ăn cho tới khi nào mà ăn không nổi thì thôi nha. Đó, thì bây giờ mời cả nhà nha. Bây giờ Lâm Vân sẽ ăn và review tiếp cho cả nhà thấy này. Đó, cua này mọi người thấy thoải mái nha. Đây, thoải mái nha, cua này mọi người. Này, cua càng, cua nó gọi là snow crab nha. Cua nhẹ, cua chân càng dài. Đó. Này, ở đây này nó xẻ sẵn rồi, các loại này nó xẻ sẵn rồi, cái thịt đã không? Thì mình chỉ có việc gỡ ra thôi. Đó. Gỡ ra về thôi này. Đó. Đó, xong mình chấm nước ăn thôi, nó ngon lắm, tuyệt vời nha. Đó. Cái đó là hải sản nha, còn rất là nhiều những cái món ăn khác nữa nha. Còn cái này là tôm nè. Tôm nó to nha. Vô đây mình chỉ ăn tôm thôi nha mọi người, tôm cua thôi. Wow, đã quá. Mình ăn mà mình còn ngon thấy ngon mà còn nhẹ thì chảy nước miếng ở trong nữa. Làm rau ăn mà làm mình chảy nước miếng luôn, thèm quá nha. À. Còn đây con tôm nó là cocktail này. Nó cũng là muối rồi. Đó, nó ấy sẵn rồi nha. Thử ăn nha. Có cái rau chua chua. Nó làm chua chua mặn mặn nha, ngon. Rất là ngon nha. Đây. Quả ngon quá. Củ cải nha. Quả nè. Ngon quá. Wow. Ngon quá mọi người. Thật sự. Bây giờ đây mình sẽ ăn cái gà gì, gà chiên nước mắm hả? Đó nè, đây nha. Ngon đó, mời cả nhà nha. Thì nói chung là vô đây mình thấy cái này nó lạ thôi nha mọi người, thì mình lấy thôi chứ thật sự cái này thì nó cũng thông thường rồi. Gà chiên nước mắm, nước tương tương chua ngọt, rất là ngon. Đó. Nhưng mình vô chơi chủ yếu á là cái thứ này nha, mình trả 70 đô mà. Chủ yếu là những thứ này thì mình nói thật là để mà gỡ tiền lại. Có những món ăn rất là ngon mà dễ thương lắm, nằm trong những cái tô nhỏ nhỏ như thế này. Dạ. Đây đấy. Ăn là chơi này, hai con luôn nè. Ăn gì nó chấm vậy đó. Đó. Nè. Đã chưa? Ngọt lắm á. Wow, so good. Rồi, giờ mọi người tiếp tục ăn với Lâm Rau nha. Để coi Lâm Rau ăn rau đầu tiên nha. Rồi, đây là tăng 2 nha mọi người. Đây, tăng 2 là nhìn mặt gái nè. Ăn cũng ngon lắm. Đây là taco nha, đây là món ăn mẹ, còn cái này là súp nha, rất là ngon nè, khô đã lắm, những cái món rất là lạ nha. Đây, mình thì chủ yếu là vô đây cua thôi, nhưng bây giờ thêm một cái steak nữa nha mọi người, miếng steak là rất là ngon nha. Đó, bây giờ mình sẽ rắc tiêu này, muối vô này. Đó. Rồi mời cả nhà tiếp tục nha. Đó, bây giờ là tăng 2 nha, tăng 2 nha. Đó. Rồi mời cả nhà tiếp tục nha. Làm rau ăn đợt 2 nè, đó cũng vậy nha, tôm với cua không nha, còn ăn thêm thịt bò nữa. Đây, thêm một miếng thịt bò, nó có mềm luôn.
thịt bò đây coi như tùy nha. Thịt bò nhiều chỗ nó mềm, nhiều chỗ nó không có mềm. Ồ, mềm lắm. Nhìn là ngon rồi ha. Nhìn là ngon rồi. Rau ăn là phải miếng bự chứ, miếng nhỏ cũng ngon. Ngon, vừa ăn. Ngon hả? Ngon. Rồi. Đúng mọi người. Nó làm vừa ăn rồi, khi mà nó cắt ra, mình lấy nước mình chan nó lên. Nên nó vừa ăn. À, đau quá. Rồi, mời tiếp tục nha. Đây. Tiếp tục. Cua. Ồ, cua này hơi hơi ớt. Cua này hơi ớt nha. Ồ, nó lại ta chắc quá thì nó lại không ra nha. Chắc quá thì nó lại không ra. Cua nó này. Cua thịt. Đã. Wow, ngon quá. Còn nếu mà nó không ra đó mọi người, lấy cái đĩa đỏ đây, bẻ bẻ đó. Đây cái cách ăn nha. Đó. Mình móc nó ra. Đó. Thôi mời cả nhà nha, tiếp tục. Ăn cua kiểu mới nha mọi người, bởi vì cái cua này nó làm nó cắt sẵn á. Nó hơi bị nát với lại khó bóc. Cho nên bây giờ mình bóc ra cái ly ly ấy này. Đó. Thấy chưa? Nè. Ngon chưa? Đó. Rồi xong mới đổ nước bơ này. Đó. Rồi. Nè, mời cả nhà nha. Wow. Ăn vậy ăn cua mà ăn coi như là nguyên cái ly. Wow. Ngon ha. Đó. Nó từng miếng. Một bữa ăn cua cho nó thỏa thích ha. Cua không là cua. À. Đã chưa? Ăn xong rồi về đổ bịch nha. Wow, ngáo quá. Đây là đồ ăn mễ nha. À, kẹp con tôm, bơ. Đó. Quốc này trước cái đi. Đã chưa? Món mẹ nha, món taco đó. Ngon ha, béo. Thịt nướng, nó bỏ cà chua, bơ, nước sốt bơ. Đây là cái nước hot sauce, nước hot cay. Ngon. Ngon. Ăn rau tươi nha. Thứ ba nha, cơm, súp, clam chowder nha mọi người. Đây clam chowder đây. Đó, cơm chiên, thịt bò Mongolian và sausage nha. Đó. Máy ăn cua rồi, bây giờ mình ăn nghe cho nó dặn lại nha mọi người. Chứ ăn cua không thật sự không có no luôn. Ăn cái này nó mới no chứ ăn cua tại vì cái vỏ không à, ăn cái thịt trong không bao nhiêu hết á. Chứ nếu mà ăn cua nữa chắc cũng ăn thịt thêm hạt rồi nào. Đợt thứ ba luôn đó. Giờ ăn súp nè. Súp này là clam chowder nè. Là súp hến. Súp hến nó súp nghêu á. Nghêu á chứ không phải hến. Nghêu á, ngon lắm. Khoai tây nó có cream khoai tây và hến xào. Béo. Cái này chấm bánh mì ăn hết sạch. Nghe mùi thơm ha. Thơm. Đó đây này, chút lèo lý tưởng có cái nha. Nhìn cái chén súp thấy hấp dẫn phải không? Đó. Đó, cái chén rất là đẹp nè. Đó. Rồi ăn đi. Ngon không?
là ngon, béo thơm. Thơm ha. Và đây là những cái món mà tráng miệng nha, rất là dễ thương, đẹp không? À, so cute không? Còn cái này là bánh flan nha, bánh flan mà nướng á, nướng bỏ đường lên nó làm cho cháy, rất là dễ thương nè. Rồi đây là đĩa tô trái cây nha, cái tô nhỏ nhỏ. So cute, so cute. Cái gì cũng rất là dễ thương, rất là đẹp đó. Rồi tiếp tục mời cả nhà nha. Rất là sang trọng nha đó. Đẹp sang chưa? Trọng. Ăn xong sang ngang luôn nha. Bánh xong rồi cuốn với kem với lại whipped cream nha. Đó. Cheesecake nè, mình lấy thêm nha. Đó. Bánh này so cute nha. Này nó không biết là cái gì trong này, không biết đấy. Đó, thử là chúng ta cứng nhắc rồi. À đây, nó chỉ cái bánh và cái whipped cream thôi. Nó làm giống như cái nóc đền thờ vậy đó. Đó. Marshmallow. Hình như vậy. Nó nướng đây nè, nó xịt nữa. Marshmallow nướng. Ngọt quá. Ở đây là cheesecake nha. Wow. Nó creamy quá. Cho chút để vô cho đẹp đẹp rồi. Giờ này là bánh flan. Đó. Flan trứng nha. À, cái này nó giòn nha, cái là đường đó. Nó bỏ lên đó, xong rồi nó nướng, nó xịt lên nó nướng. Đó. Béo quá mọi người. Nay làm rau ăn toàn những đồ độc hại không. Ngon miệng nhưng mà nó ngon miệng nhưng mà khổ cái thân nha, sướng cái miệng khổ cái thân. Nhưng mà thôi, không ăn thì lỗ, ăn là thì khổ, mà thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Ngon lắm đó. Đây cái bánh này là giống như dành cái bánh gì, bánh canh nha, nhào đường phải không, trục đường. Ô nó có cream. Ô mẹ, toàn thứ độc hại. Còn thứ béo không nha mọi người nha. Những món tráng miệng. Ngọt ngọt. Nó nóng, nó ấm. Nó nóng. Rồi. Ừ. Cho nên nó meo nè. Nó chảy ra nè. Ăn thì ăn á. Nó ấy vô trong cái lưỡi miệng này, nó đã rồi. Nó béo. Wow. Ngon quá. Cua nha. Tất coi như là đầy ngon. Ai muốn ăn bao nhiêu thì đẩy bấy nhiêu. Tôm cũng vậy nha, tôm là một dạng tôm rất là to mà ngon. Đó mọi người thấy đã chưa? Nè. Thì nãy mình có quay rồi, bây giờ mình quay sơ lại một lần nữa. Đó, đây. Rồi, đây là cái đây nè, bây giờ hết người rồi nha. Thôi cảm ơn cả nhà nha. Đây một chút chia sẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành và coi Lâm Vân ăn một bữa ăn thịt soạn. Đó. Wow. So full now. Thank you. Come on, come on. Yeah, ok. Rồi, chào cả nhà nha. Bye bye. Một chút chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Rồi, chào. Bye bye.